sao người ta vẫn nhớ Vũ Linh ở một vai vịnh trong hòn Dũng Phu Là bởi vì cái vai đó cậu em đã thấm ở trong máu cậu em luôn rồi Nếu như không có cậu em là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Thì thật sự em không dám làm Ngày xưa là cậu em, nè mẹ em, nè cậu Út, nè luôn cả ba em là đi đoàn hát Hát tỉnh đây thành phố gì cũng vậy Nhưng mà thí dụ như có một cái cái tuần mới Thì là mọi người mỗi ngày lên tập tuần rồi buổi tối đi hát là có nghĩa là người ta được hát hoài được trao dồi hoài ngày hôm nay hát không hay thì ngày mai phải hát hay ngày mốt phải hát hay hơn em nói ví dụ vậy còn nghệ sĩ trẻ bây giờ không còn sân khấu để như vậy nữa Xin chào quý vị, Minh Đức lại trở lại với quý vị trong không dân thân thuộc này của chương trình Chuyện của Sao. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta lại là một gương mặt rất quen thuộc Cô ấy trở lại với chuyện của Sa cùng với những câu chuyện mới Nhất là những câu chuyện liên quan đến một loại hình nghệ thuật Mà trong những ngày tháng gần đây bỗng nhiên lại thu sự quan tâm đặc biệt của quý vị yêu nghệ thuật Đó là Cải Lương Và cô ấy xuất thân từ một là gia đình Cải Lương rất nổi tiếng Nhưng có một con đường nghệ thuật có vẻ cũng rất khác biệt nhưng mọi nẻo đường cuối cùng cũng quay về với Cải Lương Và ngày hôm nay sẽ tăng câu chuyện với cô ấy về cải lương cũng sẽ rất thú vị vì nó sẽ rất khác với những câu chuyện của những người khác đã đến với chuyện của sao chúng ta cùng chào đón trở lại với chuyện của sao nữ ca sĩ hồng phượng xin chào hồng phượng dạ em xin chào anh minh đức chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình chuyện của sao trong năm vừa qua phượng có một cái sự kiện rất là ngoạn mục mà mấy đứa cũng rất là bất ngờ luôn đó là cái live show người đưa đò của mình cô ấy đã làm được một cái điều mà thời buổi này có lẽ cũng rất là khó để làm được một cái live show cải lương của một nghệ sĩ trẻ mà đã hấp dẫn và cháy vé như thế À, bây giờ trở lại cái không khí của cái ngày những cái ngày mà đưa đò như thế đi <laughs> yeah. đó thì có thể nhiều người cũng sẽ bất ngờ vì người ta vẫn nghĩ là hồng vượng là một ca sĩ dòng nhạc quê hương chắc làm live show thì cũng sẽ theo cái gì đấy thời thượng như bây giờ là bolero chẳng hạn yeah. Chứ ít ai nghĩ là hồng vượng cuối cùng dám liều mình làm một live show cải lương yeah. đó thì trở lại những ngày đưa đò đó thì những ngày đấy phượng đã gọi là liều mình như thế nào trong một cái cuộc chơi lớn như thế <laughs> thật sự là như anh minh đức nói là em liều mình nhưng mà uh, bên cạnh đó thì em cũng rất là khá là tự tin uh, khi mà có được một cái sự hỗ trợ rất là lớn mạnh từ cậu của em là nghệ sĩ tú vũ linh nếu như không có cậu em thì thật sự em không dám làm cho đến tận bây giờ khán giả vẫn nói là tôi đến đó vì vũ linh nhưng uh, em lại vui hơn khi mà họ phản hồi khi mà họ xem live show của em xong rồi thì họ lại phản hồi họ nói là sau khi yêu thương Vũ Linh để mà đến xem show thì tôi lại cảm mến thêm một cô ca sĩ cháu của thần tượng mình là cô ca sĩ Hồng Phượng bởi vì em đã cho họ một cái chương trình mà họ xem từ đầu đến đuôi và họ không phải đứng dậy đi về. Trong từng tiết mục em phải sắp xếp và từng cái phục trang, từng cái bài hát, tiết tấu và những khách mời sắp xếp như thế nào để những khách mời phải có liên quan đến những bài hát của em hát trong chương trình để mà có một cái đường link chương trình thật là hoàn hảo để cho mọi người em không có bị chán mà phải có lời khen đối với em đấy. đó là điều mà em cảm thấy rất là vui đó là một cái động lực mà em phải cố gắng nhiều hơn nữa và thấy mọi người khen rất là nhiều à, chắc là phượng cũng rất là vui sau chương trình đấy nhưng mà phượng cũng đã vừa nhắc đến à, một cái tên rất là quan trọng mà trong chương trình đấy nói riêng và có lẽ đối với nhiều khán giả yêu cải lương nói chung đó là nghệ sĩ ưu tú vũ linh dạ. à, người mà nhiều người nói là rất khó để mời anh ấy quay trở lại sân khấu cậu nghĩ rằng một phần là phải chăng là vì cái thuận lợi của việc là cậu cháu tức là dạ. cái tình ruột thịt ấy dạ. nó giúp anh vũ linh anh cảm thấy là dễ là mềm lòng hơn trong việc nhận lời xuất hiện chăng ngoài cái chuyện ruột thịt đấy ra còn yếu tố khác nào khác khiến anh linh anh ấy đồng ý xuất hiện trong khi bao nhiêu người khác bao nhiêu tiền của cũng không khiến anh ấy siêu lòng <laughs> à, thật sự mà nói là giống như anh anh minh đức nói á là cậu em thật sự là rất là khó em phải năn nỉ nhiều lắm á hồi xưa tới giờ là cậu làm đã bốn cái người đưa đò rồi tới người đưa đò của em là người đưa đò năm phải nói là em rất là cảm ơn chương trình Sao nói ngôi nhờ Sao nói ngôi mà khán giả biết được tới hồng phượng và nhờ Sao nói ngôi mà cậu năm nghệ sĩ tú vũ linh cũng đã biết được em là có thể hát được một chút xíu cải lương thì uh, cho nên khi mà em nói về live show em thưa với cậu thì cậu ok liền và cậu đứng phía sau hậu thuẫn em nói chung là tin tưởng đứa cháu gái này để mà cho em thử làm một lần coi coi ừ. làm ra ngô ra khoa như thế nào kiểu vậy và khi mà được phản hồi từ phía khán giả khi mà họ nói chung là dành tình cảm rất là nhiều thì cậu em rất là vui thật ừ. sự là cậu rất vui và rất mừng về điều đó và từ đó thì em lại cảm thấy là tình cảm gia đình nó lại càng khắng khích hơn nữa anh Minh Đức à đấy yeah. thì cũng chính vì cái tình cảm gia đình kháng khít ấy cho nên người ngoài nhìn vào người ta thường hay thắc mắc là tại sao trong một gia đình cải lương mà có những cái tên tuổi lớn như thế mà cô bé hồng phượng này cô lại không đi theo con đường bằng mọi người dễ hình dung là một cô đào yeah. đó thì chẳng như lúc từ sau đến ngôi mọi người đã thắc mắc cái điều đấy rồi và yeah. mọi người cũng thấy là à cô này đến sau đến ngôi lúc đầu đúng là với danh nghĩa là một ca sĩ nhưng yeah. mà càng đi vào sâu ấy thì có vẻ như là cô ấy cũng muốn tận dụng cái lợi thế gia đình hát cải lương nhiều hơn và đến cái live show Người Đế Đỏ đấy thì rất có thể người ta nghĩ rằng là phải chăng Hồng Phượng bây giờ đã chọn thêm một con đường nữa là trở thành một cô đào. Ừ, em cũng rất là muốn. Thật sự luôn, bản thân em rất là muốn, rất là muốn được trao dồi, rất là muốn được học hỏi. Nhưng cái khó của cái người nghệ sĩ trẻ bây giờ á, ngày xưa là cậu em nè, mẹ em nè, cậu út nè, luôn cả ba em là đi đoàn hát, hát tỉnh hay thành phố gì cũng vậy. Nhưng mà, thí dụ như có một cái cái tuần mới thì là mọi người mỗi ngày lên tập tuần, rồi buổi tối đi hát là có nghĩa là người ta được hát hoài được trao dồi hoài ngày hôm nay hát không hay thì ngày mai phải hát hay ngày mốt phải hát hay hơn em nói ví dụ vậy còn nghệ sĩ trẻ bây giờ không còn sân khấu để như vậy nữa ừ, như chị bình tinh đi chị cũng hay làm những cái tuồng cũ của đoàn quỳnh long mà em thấy là nghệ sĩ trẻ hát rất là nhiều nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những ngày tập cũng rất là, là công phu nhưng rồi diễn chỉ có một lần hoặc hai lần là nhiều không có được mà cái cơ hội để mà thể hiện nhiều hơn và thấm dần trong con người mình cái vai diễn đó nhiều hơn tại sao người ta vẫn nhớ vũ linh ở một vai vịnh trong hòn giọng phu là bởi vì cái vai đó cậu em đã thấm ở trong máu cậu em luôn rồi còn bây giờ như em em là người xem lại em muốn thể hiện lại thì em phải tập nhưng tập mà em phải được thực hành thực hành nhiều thì em sẽ càng tốt hơn đó cái khó của người nghệ sĩ trẻ bây giờ là như vậy bản thân em em rất là muốn được làm uh, là một nghệ sĩ cải lương thật thụ thật sự luôn và em cũng đã nói điều đó với cậu em cậu ơi sao con dạy cho con hát cải lương hồ quảng á, vũ đạo rồi nọ cái cậu nói trời mấy đứa này nó làm như hát hồ quảng dễ lắm vậy đúng rồi con biết là khó cho nên là khó cho nên là con mới muốn học con mới muốn tập thì bây giờ đào đào chánh không được giờ mình hát đầu con trước đi cậu con xong rồi lên chút xíu, lên chút xíu, chút xíu. Chỉ mong là cậu em có nhiều sức khỏe để mà em có thể mà học hỏi của cậu nhiều hơn. Đến như vậy là sau cái người đò đấy thì cậu em tức là một cái người khó tính như cậu Vũ Linh nhìn dạ. vào cô cháu của mình. Và anh ấy có cái niềm tin như thế nào về khả năng trở thành một cô đào của cô cháu mình? Cậu em thì nói thiệt luôn không bao giờ khen. Dạ, lúc nào cũng chê. Hôm bữa là cậu nói em lên em thưa em nói là cậu con nhận được rất là nhiều phản hồi như thế này nè tại vì cậu em không có chơi facebook cũng không có câu gì hết trơn á con nhận được phản hồi về dày về nè cậu đọc cho cậu nghe cái cậu nói mấy người đó làm sao chứ theo cậu là bữa là cậu chỉ thấy là được có khoảng 50% phần trăm thôi chứ cậu cũng chưa thích đâu nha đấy thì đương nhiên rồi một người trong nhà thì bao giờ người ta cũng có những cái cách để mà động viên con cháu mình theo một cách rất khác dạ. bên ngoài đúng không có thể là dạ. thay vì là những lời khen là những lời chê À, để cho mọi người có động lực mà cố gắng đấy nhưng mà rõ ràng cũng từ những gì mà phượng đã làm trong suốt thời gian qua nhất là từ sau sau đến ngôi ấy, cũng có thể thấy là phượng đã có một cái nỗ lực rất lớn à, trong cái việc là trở thành một Sao đối ngôi thực sự tức là đúng là đối ngôi trong một gia đình cải lương yeah. à, nhưng mà trong những ngày này chúng ta cũng thấy là lúc đầu mình đức có nói đấy những ngày này cải lương bỗng nhiên trở thành một cái vấn đề được người ta quan tâm à, từ những cái chuyện ỉ xèo xung quanh cậu trường các cuộc thi yeah. hay là cái sự lo lắng về tương lai của những thế hệ kế tiếp hoặc là những cách làm cải lương ngày hôm nay à, liệu nó có bị à, mất chất cải lương hay không? chẳng hạn như người ta xem một số cải lương người ta thấy là cải lương thì ít mà Bolero thì nhiều ví dụ như <laughs> thế đấy hoặc là nhiều khi là cải lương mà lẽ ra trong khi nó đã có những cái thế mạnh đáng có của nó ừ. thì nhiều khi người ta cảm thấy nó đang phải dựa hơi những loại hình khác yeah. để để có thể à, thu hút được người xem đấy thì Phượng xuất hiện và có mong muốn trở thành cô đào cải lương đúng vào cái thời điểm cải lương nó đang gặp những cái chuyện như vậy thì từ vị trí một nghệ sĩ à, gọi là đang gọi là triển vọng đi À, yeah. và muốn theo đuổi cái nghệ thuật cải lương đấy đi thì yeah. phượng nhìn nhận tất cả những điều đấy như thế nào khi mà em coi những cái tuồng cũ tuồng cậu em hoặc là tuồng của những cô chú trước á thì bản thân em em cũng rất là thích cải lương bây giờ được lợi thế nhiều hơn được uh, uh, hỗ trợ từ màn led nè rồi hỗ trợ sân khấu đèn 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 đớm đồ này nọ nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cho nghệ sĩ nhưng bản thân em em vẫn rất thích cải lương giữ chất mm và luôn cả cậu em cũng vậy và luôn cả gia đình em cũng vậy giữ chất là sao có nghĩa là vai diễn đó như vậy là như vậy ca câu đó như vậy là như vậy đừng thêm đừng bớt và đừng chuyển biến tâm lý của một nhân vật nó khác hơn bây giờ thời đại thì đương nhiên cái gì nó hiện đại thì đương nhiên là mình sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nhưng mà em muốn là nhân vật là ra nhân vật tuồng như vậy thì hát như vậy đừng thêm đừng bớt đừng cải biên nhiều quá ừ. em không chịu như vậy em thấy là đúng là em không có thẩm quyền tại vì em là một người trẻ thôi em không có thẩm quyền để mà phán xét một cái điều gì nhưng mà em thấy là cái gì nó đã đi sâu vào lòng khán giả rồi thì cứ giữ nó là như vậy đi gần đây mình thấy bắt đầu các vở cái lương lớn bắt đầu được dàn dựng trở lại này à, các ngôi sao ngày xưa cũng bắt đầu quay trở lại diễn dạ. nhiều hơn này khán giả cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé đi xem cải lương dạ. với những cái mức vé đôi khi nó cũng cao hơn đó là cái điều mà khoảng tầm 10 năm trở lại đây ít thì người ta nghĩ đến nhưng dạ. đại lúc nó xảy ra và biết đâu biết đâu chính cái thời điểm này là khi mà phượng con đò của phượng được cậu vũ linh đưa qua cái con sông nó đến bờ bên kia thì đúng lúc vào cái thời điểm mà cải lương nó đang đến cái thời điểm mà thuận lợi cho những người trẻ như phượng thì sao yeah. nhưng mà hỏi cái này mới vui này vì lần trước ấy, à, trong cuộc trò chuyện với hồng phượng chúng ta nó diện rất nhiều về một cái chủ đề thông thường có những chuyện của sao đó là chuyện đời của nghệ sĩ à, hôm đó mình đức hỏi phượng rất nhiều về chuyện yêu đương này à, chuyện lập gia đình này yeah. đấy, chuyện cả việc làm thế nào mà để có thể sở hữu được một anh chồng đẹp trai <laughs> à, trong khi là bao nhiêu là cám dỗ xung quanh nhưng mà có thể từ ngày đó đến nay đã có rất nhiều những điều thay đổi, Phượng đã trở thành một bà mẹ này, dạ. đấy đã làm mẹ và làm vợ làm mẹ thì Phượng có cảm thấy mình có một gia đình mình trở thành làm mẹ nó tác động như thế nào đến cái con đường uh, sự nghiệp của mình lúc này không? Nó tốt hơn hay là nó không tốt? Tốt và không tốt nó đều có hết anh nè. À. Nhưng mà thật sự ra là em cũng thấy là mình cũng rất là may mắn hơn rất là nhiều người rồi. Tại vì khi mà em vừa sinh bé Ruby ra được khoảng uh, hai tháng là em đã đi làm nghề lại rồi. Và em đi hát Rồi em cũng quay hình Rồi em cũng đi lòng tiếng Em vẫn đi làm Nhưng mà um, tức bực hơn Ngày xưa đi làm sao có thể la cà được Còn bây giờ đi làm là phải về liền Tại vì ở nhà có mình mẹ em lo cho Ruby thôi Rồi bây giờ thì mẹ em không được nhận xô luôn Nếu như mà mẹ nhận xô Thì em không nhận Còn mà em nhận xô thì mẹ không nhận Kiểu vậy Ba thì cũng có lo được Anh Long Hồ anh cũng lo được Nhưng mà Ruby nó quen rồi Tại vì cũng phải có người Um, em hoặc mẹ em và ba nó luôn thì được, còn mà nếu như có một mình ba là không chịu. À. Ngày xưa show mà gấp gấp á thì cũng đi được, còn bây giờ show gấp quá là khỏi đi, không đi. Cho nên là nhưng mà nó có một cái niềm vui khác ừ. anh à. Uh, mình có gia đình rồi thì mình thấy là uh, cái việc mà mình uh, làm nghề, mình được còn được làm nghề cái điều đó là điều đã là vui và may mắn lắm rồi. Cho nên là lúc nào cũng cố gắng uh, mới vừa sanh xong thì em cũng cố gắng quay MV để mà có sản phẩm để mà cũng để mọi người đừng có quên mình <laughs> cũng sợ cũng sợ một cái khoảng thời gian nghệ sĩ mà mình chỉ cần ngưng khoảng mấy tháng thôi đôi khi sống sau ừ. lớn sống trước đương nhiên là mình cũng phải lo lắng về vấn đề đó Bolero bây giờ thì thật sự là có rất là nhiều tài năng mà mấy em trẻ lại rất là xinh đẹp nữa cho nên là mình à, cố gắng mình làm được cái gì thì mình cứ làm cho nghề thôi nhưng mà như phòng vừa nói là mặc dù Bolero thì có nhiều ca sĩ xuất hiện có thể cạnh tranh nhưng ít nhất là cô ấy cũng kịp lên một chuyến đò sang thêm một cái bến nữa là cải lương rồi yeah. và hy vọng là với cái chuyến đò uh, thành công bất ngờ đấy thì có thể nó sẽ mở cho hồng phượng thêm những cái con đường nữa trong nghệ thuật của mình thực ra nó là con đường mới nhưng có lẽ là sự trở về mà đây là sự yeah. trở về mà nhiều khán giả họ đã chờ đợi thời buổi hiện đại mà để một người theo cải lương theo nghệ thuật truyền thống đã khó rồi mà làm sao mà giữ được những cái hậu duệ của những gia đình nghệ thuật họ có đủ cái sự quyết tâm mà theo đuổi nghề đấy mới là càng quý hơn vì dạ. đấy là cái cái vốn rất là quý thì hy vọng là à, quý vị theo dõi buổi trò chuyện ngày hôm nay của Minh Đức và Hồng Phượng à, cũng sẽ có thêm niềm tin vào một thế hệ nghệ sĩ mới như Hồng Phượng vẫn gắn bó với nghệ thuật truyền thống à, vẫn tiếp tục duy trì truyền thống của gia đình mình như thế nào và xin chúc Hồng Phượng bước sang một năm mới thì sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa à, trên con đường nghệ thuật của mình dù là hát bolero hay là hát cải lương dạ. và chúc gia đình nhỏ của vợ lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Dạ em cảm ơn Minh Đức rất nhiều và em cũng kính chúc và anh Đức cũng như là toàn thể quý vị khán giả của chương trình Chuyện của sao, thật là nhiều niềm may mắn và cái điều quan trọng nhất là có thật là nhiều sức khỏe. Minh Đức và nghệ sĩ Hồng Phượng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.